Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, 2023. Thì như chúng ta biết là coi như là ngày hôm qua là cứ rộn ràng hết tất cả thông tin trên toàn thế giới là nói về mưu sát Tổng thống Nga Putin, rồi biểu tiệm của nước Nga là đã bị cháy nổ, rồi coi như là nói đủ thứ trên đời hết. Còn Zelensky thì đang trốn ở nước ngoài, gọi là đang đi xin tiền hay là đi đâu đấy, thì chúng ta hôm qua chúng ta cũng đã nói rồi. Thì trước khi mà vào với lại cái chương trình của hôm nay thì tôi hôm nay chắc cũng phải nói gọn thôi, tại một số người nói là nói dài, nhưng mà cái vấn đề này mà nó nói gọn vào cũng không được. Nếu mà nói gọn vào thì chỉ có hai ba câu là hết rồi. Ví dụ Bakhmut hôm nay đánh bệnh viện nhi, xong thế là ở phía dưới kia nó chiếm cái công viên, thế là thôi còn gì đâu nói. Trên cái này nó phải nói rộng nói dài, mà cái bản đồ thì các bạn biết là lúc view ra lúc view vào, lúc thì dù xài bản đồ này lúc xài bản đồ khác, thì phải hết sức thông cảm. Còn cái giọng của tôi thì là bộ ông già các bạn nhé, chứ không phải là còn thanh niên trai trẻ gì nữa đâu. Cho nên già rồi thì giọng nó ồm ồm, là cộng thêm cái vừa rồi nó năm ngoái hình như là chắc là hậu Covid gì đấy, cũng dính sơ sơ gì đấy, cho nên ăn bây giờ nó cứ bị thế này. Đấy, cho nên là rất là khó. Còn bây giờ một số bạn thì bảo đầu tư, thì tôi làm về đam mê, thì bây giờ đầu tư thêm cái mic mà cỡ tầm khoảng 5-10 triệu thì tôi cũng chắc cũng khó, chưa đầu tư được. Hoặc là mua một cái phần mềm, ví dụ một tháng là trả 1-2 triệu gì đấy thì nó làm giảm trong hơn, vân vân. Thế thì cái này thì chắc là cũng sẽ sau này là có đầu tư được thì đầu tư, chứ bây giờ thì cứ thế này cái đã. Hãy cố gắng nói. Thì hôm qua là chiều hôm qua cái bản tin mà nói số 2 đấy, nói về cái điện Kremlin ấy là hăng, nói rất là hăng, thì có khi nó lại trọng, giọng nó trọng hơn. Thì bây giờ phải chơi thủ thuật thế thôi. Thì sáng ra thì nói thường là nó bị rẻ, rồi kiểu như là ngồi theo cái dạng mà bản luận này thì nó rẻ rẻ, chứ còn nói nó cứ cao hứng mà nói như buổi chiều thì nó lại khác, chứ sáng thì nó khác. Các bạn hết sức thông cảm, cũng biết đấy, nhưng mà có cái là bây giờ sửa thì nó cũng sẽ cũng cả một thời gian, cả một vấn đề luyện giọng luyện đồ nữa. Thì bây giờ ông cụ rồi đi luyện giọng cũng cực quá. Rồi thế thì cũng rất là cảm ơn rất là nhiều bạn có những cái comment rất là hay. Đấy, trong đó là có những người mà cỡ tuổi tôi thì tôi không nói, đã được từng đi lính rồi nọ kia thì tôi không nói, nhưng mà có những bạn trẻ tuổi 7x 8x mà nói rất là hiểu biết, và có thể nói là hiểu cái điều những điều tôi nói. Đấy, là tôi rất là thích. Có những cái comment rất dễ thương, rất tuy là bình thường nhưng rất dễ thương. Nói chung các comment của kênh mình đều hết là đều ủng hộ hết, chỉ có 1-2 trường hợp thì nhảy vào cái là nói ba câu gì đó là nhảy ra thôi. Thì các cái đối tượng đấy thì các bạn biết rồi, thì thường thường người ta nói những cái giọng, cái lời nó không được hay. Thì thà thì anh theo phe nào, hoặc là anh thích bên nào, hay là lấy một chuyện thôi. Nhưng mà còn cái chuyện mà tất nhiên là cái sự việc nó xảy ra như thế nào thì chúng ta phải nói đúng như thế ấy. Thế còn chứ mà việc đứng về cái lập trường của chúng ta thì nói thế, chứ không thể hai lập trường đấy, hai lập trường hoặc là hai lời ba lời thì không được rồi. Anh bây giờ không thể nói là đài truyền hình của Nga mà ca ngợi là đường lối của Mỹ là tốt, ABC là không có đâu. Hoặc là bên Mỹ với bên Biden với ông Blinken nọ kia mà coi như ca ngợi ông Lavrov hay là ông Putin thì là cái chuyện đó không bao giờ có. Đấy, cho nên là bây giờ cái bạn nào mà muốn như thế đấy là người ta gọi là câu like thôi các bạn, hoặc là người ta ru ngủ các bạn, tức là bên nào cũng ủng hộ cho họ hết, cho người đó hết, thì người ta theo cái dạng như vậy thôi. Thì tôi thì không làm được, tôi một là một, hai là hai. Thí dụ nó đánh ở đó thì mình đánh đó, ở thiệt hại bao nhiêu thì mình nói thiệt hại, tức là những cái cụ thể thì nó thuộc về lịch sử. Đấy, mà lịch sử thì không thể thay đổi. Đấy, còn bây giờ anh nói là thế là đánh chỗ đấy phải thua, bây giờ rút chạy, nhưng mà sẽ đánh tấn công trở lại và sẽ chiến đấu hoặc là bằng bom nọ kia ABC, thì nó là vấn đề quan điểm và những cái nhận xét của mình nó khác. Đấy, còn cái mà cái thực tế, cái cụ thể, cái lịch sử là nó là cụ thể, anh không thể thay đổi được. Bây giờ không thể nói là bây giờ anh theo phe Mỹ, phe Nga, phe Đức, là coi như anh nói là hồi xưa là coi như là phe Nga với Anh là cắm cờ trên nhà quốc hội Đức được ở Berlin năm 1945 được, không thể nói thế được. Cái đấy lịch sử, nó là lịch sử, nó là cụ thể, nó là những sự việc sự kiện cụ thể. Thế còn bây giờ nói là công lao hồi đấy là cũng là phe đồng minh là Nga, Mỹ, Anh, Pháp là coi như là đánh cùng đánh vào, là cùng đánh phát xít, thì đúng, được. Nhưng mà đã cắm cờ lên trên nó, hoặc là đánh quân Quan Đông ở Nhật Bản là phải là không có Liên Xô, chứ không thể là Anh qua bên đấy mà đánh được.
nó Pháp đi qua đánh quân Quan Đông của bên 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 Nhật Bản được. Đấy, cho nên bây giờ trong cái lịch sử thì người ta cũng có những gọi là lịch sử, thì nó có lệch sử, đấy, có lạc sử, rồi nó có những là sai số sai sách nhiều lắm, đấy, gọi như chưa nói là phản động rồi, chưa nói là đủ thứ trên đời lật sử đấy, các bạn biết rồi. Đấy, thế thì người ta nói theo cái quan điểm của họ, theo cái chính kiến, theo cái gọi là cái đảng phái hoặc là theo cái tư tưởng của họ, để bày giáo dục cho các thế hệ sau này của họ là hiểu theo như thế. Đấy, bây giờ người ta cứ nói là Hồng quân Liên Xô hồi đấy làm gì có đánh phát xít Đức, thì bây giờ báo chí sách vở là bên 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 đấy nói như vậy đấy, cho nên là hoặc là cũng là có một cái phần nhỏ nào đó thôi trong đấy, cái chủ yếu là Anh phát Mỹ. Đấy, cái rất là vô duyên. Tôi nói nếu mà trong cái hồi đó mà để cho Nga mà đánh phát xít Đức mà đánh là nó thổi ra tới là coi như Normandy của Pháp, của Anh, Pháp là bay luôn, là Đức ở đấy là bay luôn cơ. Cho nên Mỹ lúc đấy là ở ngoài, là trong các cái thế chiến là bao giờ đứng phía phía ngoài là dòm ngó vào và coi như khi cần là nhảy vào thôi. Thì khi mà thấy Hồng quân Liên Xô sắp chiến thắng, sắp đại thắng quân phát xít Đức rồi, thì bắt đầu cuối cùng với lại là gọi là nhóm đổ bộ Normandy đó, bạn nào học sử các bạn biết, thế là tổ chức ra một cái nhóm, tại vì hồi đấy Anh Pháp Mỹ là coi như Nga là coi như một phe đồng minh, có cái trục phát xít là Đức Ý Nhật đấy, cho nên là lúc đấy là cũng áp phe với nhau, là tôi mới được nhảy vào cái là coi như cũng là có công trong cái vấn đề là đánh quân Đức ở đất Pháp, đất Ý rồi đó, rồi đánh đánh Ý ở Ý, rồi đánh Đức ở Pháp, rồi Anh ấy nhảy vào. Thế cuối cùng là bây giờ khi mà tiến vào Berlin rồi, bắt đầu cái vội vã là coi như là chiếm một nửa Berlin để sau này là thành lập ra Tây Berlin và Đông Berlin, và từ cái chỗ đó là thành lập luôn hai cái hệ thống coi như là đối nghịch nhau, gọi là phòng thủ, nhưng thực tế là hai cái sẵn sàng tấn công nhau, đó là khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu, và bên này sau khi đã chiến thắng phát xít Đức rồi, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ra đời, thì thành lập nên một cái liên minh quân sự Warsaw đóng tại thủ đô Ba Lan, còn bên kia thì đóng tại Paris. Thì đó là cái lịch sử, nó là nó đủ thứ hết như thế. Chứ bây giờ mình nói ngược lại, thế thì bây giờ bắt đầu là các khối xã hội chủ nghĩa là bây giờ nó rất là mạnh như vậy. Nếu chúng ta view ra bản đồ chúng ta thấy, tôi sẽ làm một cái bản đồ đấy cho các bạn nhìn rất rõ luôn. Thế bây giờ là cứ lấn dần sang ông Đức, ông Đông Đức bây giờ nói là giải phóng, à, thống nhất rồi, thống nhất xong cái là bắt đầu lấn sang Ba Lan, ở dưới này Cộng hòa Séc, rồi Slovakia, rồi dưới này là Bulgaria, đến Romania, rồi Nam Tư, rồi rã ra luôn coi như là thành bảy nước mà chúng ta nói rồi. Rồi bắt đầu lấn sang bắt đầu Latvia, Litva, rồi Estonia là ba nước Baltic, rồi lấn luôn ở trên phía Bắc gần gần Saint Petersburg là từng Leningrad đấy. Rồi dưới này Moldova cũng là coi như là rã ra, Liên Xô rã ra hết, Georgia, Abkhaz, rồi Azerbaijan, rồi những là Armenia dưới này nữa, rồi Kazakhstan, rồi Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan là năm nước Trung Á rã ra luôn. Thế Liên Xô là 15 nước Cộng hòa rã ra hết. Thì còn ba đồng chí chơi với nhau là đồng chí Nga, đồng chí Belarus và đồng chí Ukraine là ba đồng chí thân thiết nhất. Thì bây giờ là Ukraine nó vừa giàu, nó vừa có cái đường biển ra cái ấy, trong Belarus là không có. Thế là có cái đường biển ra Hắc Hải. À, thứ nhất là ông vừa là giàu có, vừa chủ phú, ông là giàu thứ hai trong cái đám Liên Xô đã ra. Thì nó phải chơi ngay ông này, mà ông này thì lại một nửa là hồi xưa là cái dạng là theo theo phương Tây, là theo tức là nó nếu mà sâu xa là nó theo các loại đạo của phía bên các thánh của phía bên Tây, còn bên bên phía Đông thì nó là theo cái thánh của bên phía Đông, thì chính thống Nga nó là khác đấy. Thì từ đó bắt đầu là nó tách ra, thì nó lập ra lật đổ các cái chính phủ mà thân thân Nga đi đấy, rồi sau đó là dựng lên một cái chính phủ là thân phương Tây và Mỹ, giật dây. Mà hai ba cái nhiệm kỳ đầu của mấy ông kia, Poroshenko thì nói là các ông cũng làm kinh tế là chính. Đấy, người gặp rồi, bắt đầu nó mới đưa cái ông Zelensky này là coi như là sặc rùi, là coi như là hiếu chiến chiến đấu, thì lên là giữ là đánh, là bắt đầu là ông này thì nói một ông làm hai luôn. Ông bảo thí dụ thôi thôi thì ông là cứ thế ông tấn tới, bây giờ bảo đánh không được đánh sang đất Nga thì cũng chơi luôn sang đất Nga, chơi luôn vào Moscow, chơi luôn vào Điện Kremlin, mà chơi luôn tổng thống luôn. Đấy, thì vậy như vậy thì cho nên nó tìm ra được một cái Zelensky này có thể nói là rất là háo đá, rất là gọi là tuổi trẻ tài cao, nếu mà khen thì gọi là tuổi trẻ tài cao, nhưng mà chê thì người ta gọi là ngựa đòn háo đá. Thì Zelensky này là hội đủ tất cả những cái điều đó, nhưng mà đến giờ phút này có thể sẽ phải tay ông này, thì như thế nào và tại sao thì chúng ta cứ hạ hồi phân giải. Và bây giờ chúng ta đi vào trọng tâm, giờ chúng ta cũng lại view nhỏ nó lại. Đấy, view nhỏ nó lại để chúng ta nhìn cho nó rõ. Đó.
Tất nhiên giao tranh là các cái chỗ nổ súng này là giao tranh rất là ghê. Thì hôm nay chúng tôi cũng muốn nói là cái chỗ Bắt Mút một tí thôi, chỗ Kherson với lại Kherson và Zaporizhia thì nói chung là pháo kích qua lại cũng Nga cũng kiếm được mấy kho đạn bên này cũng cho nổ hết rồi. Nhưng mà cũng cũng rất nhiều, tại hiện nay đang tập trung quân ở Kherson là các vùng lân cận nhà Mykolaiv này rất là nhiều. Còn khu vực Zaporizhia, Nikopol này thì các bạn biết là hôm qua view view rõ vào. Còn đây là quê của ông Zelensky, còn Dnipro này có thể nói là gần như là trung tâm hậu cần cho cái cuộc tổng phản công sắp tới. Tại từ đây mà đến 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 Zaporizhia thì qua bên này rất là gần. Đấy, chúng ta thấy là rất là gần. Từ Dnipro đến đây, qua tới đây. Rồi từ tất cả các khu vực này tới đây, còn Mykolaiv là xuống Kherson. Thì tất cả để mà người ta đánh vào thì hôm trước là bị cái bị đau đớn chỗ này, hai sư đoàn phòng không S-300 và đạn dược với doanh trại cái thứ là với nhà máy tên lửa ở đây cũng bị hết. Thì tất cả đây là các cái tuyến hậu cần để mà chuẩn bị mà cho các cái đợt tổng phản công sắp tới. Thì theo các cái nguồn tin của phương Tây thì có thể nói là sẵn sàng rồi đấy các bạn. Còn bây giờ giờ nào là giờ đẹp để là bên đấy nó khơi mào thôi, chứ còn tất cả bên, kể cả ông tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ông McMillan ông cũng nói rồi, tức là hiện nay là quân đội của Ukraine đã đủ năng lực rồi. Nhưng mà không biết tại sao, tất nhiên bên đấy cũng đang mưa và đang thời tiết cũng đang rất xấu, còn đánh nhau chủ yếu đánh bằng xe tăng và xe bọc thép, và xe ấy mà nếu mà đất xấu thì chúng ta biết rồi là cũng cũng khó mà vận động để mà chiến thắng. Đấy, cho nên là cái vấn đề này là vấn đề thời gian. Hôm nay là mùng 5 rồi thì tôi nghĩ là chắc mùng 8 đánh này, cũng đánh nọ đánh kia rồi đấy. Nhưng mà nếu mà đánh lớn luôn mà toàn tuyến không ấy, giống như hồi xưa mà ta đánh toàn tuyến biên giới với Campuchia đấy, là đánh từ Gia Lai, từ Gia Lai Kon Tum rồi xuống tới An Giang, Kiên Giang ở phía dưới, là coi như tất cả mười mấy tỉnh biên giới là đánh đồng loạt đấy, thì nó gọi là tổng phản công đấy, xong rồi đánh qua Campuchia thì đây họ sẽ tổng phản công. Nhưng trong các cái tổng phản công này, theo quan điểm tôi là người ta sẽ đánh vào cái khu vực này. Đây là cái khu vực này là nó có thể nó là ngắn nhất đấy, là như tôi nói hôm nọ đấy, là nó sẽ chia ra là hai cái tỉnh trên này là riêng ra cắt, tức là càng cắt cắt đứt càng tốt, mà càng chia nhỏ càng tốt, và chia hai cái tỉnh đằng phía nam này ra và cắt cái cờ rơm này, đánh cái cầu két này là xong trong cái là mục tiêu của họ. Mà nếu mà đánh xuống cái chỗ này thì đây chúng ta biết đây là Vuleda này. Đấy, dưới này là Mariupol, đây là Mariupol này đấy, thì đánh cắt ngang chỗ này thì nếu mà tính ra có mấy chục cây thôi, nó giống như Quảng Bình mình cắt rất là dễ. Mà khi mà nó chia cắt mà coi như người ta đã phòng thủ được cái khu vực này rồi, là bắt đầu là bên này anh tới là coi như là nó gặp phòng thủ người ta, mà bên này anh tới cũng gặp phòng thủ người ta, còn bên này là biển rồi, là Azov rồi đấy. Cho nên cái chỗ này tôi nói với là rất quan trọng này. Cho bây giờ nó nhá nhá chỗ này, nhá nhá chỗ như giữ đó chỗ nọ chỗ kia thôi, nhưng mà tôi nói thật là sẽ đánh vào Melitopol là đây này, và Mariupol đây này đấy, bởi vì đây nó muốn lấy cái cảng này luôn, mà lấy toàn bộ cái biển này, và coi như đánh luôn cầu cát, là coi như cả khu vực này là thành là của Ukraine. Đấy là toan tính của bên bên Ukraine. Nhưng mà Nga thì họ chắc chắn họ cũng biết, và trong đợt tới này Nga sẽ là bên phòng thủ, còn bên kia là sẽ là bên tấn công. Đấy, hiện nay là theo tôi được biết là bên kia là có khoảng 1.500 xe bọc thép, xe bọc thép đấy, còn xe tăng là cũng tầm khoảng 200 sửa chiếc. Thì thực ra so với Nga là chưa chưa ăn thua gì đâu các bạn. Đấy. Mà nếu mà nói lịch sử đấu tăng thì phải nói lịch sử đấu tăng Xô Đức thì coi như là khủng khiếp, là mỗi bên mấy ngàn xe nằm ngang là đánh những người lớn tuổi, là các bạn xem gọi là phim chuyện chiến đấu của Liên Xô là các bạn biết rồi. Dạng mà trong các cuộc đấu tăng lớn nhất trong lịch sử của loài người từ trước đến nay là Xô Đức và Liên Xô đã chiến thắng. Đấy, cho nên bây giờ quả này mà đánh nhau này nữa, thứ nhất là tôi phòng thủ, thứ hai là tôi đông hơn, thứ ba là cái vùng đất mà các ông đang định tấn công đây là vùng đất chúng tôi đã ém sẵn đây 14 năm rồi. Đấy, bây giờ mà qua đây mà coi như là, mà bây giờ tôi nói là nhiều khi còn đang câu giờ để mà chờ cái F-16, tại vì F-16 nó có liên quan này các bạn này. Thực ra thì Ukraine là chưa xài được các cái vũ khí đấy đâu, cũng là xe tăng M1 Abrams cũng chưa xài được đâu, và thực tế là các cái loại xe tăng đấy đưa vào chiến trường này không phù hợp. Các bạn biết là cái xe tăng nó nặng tới 6-70 tấn, mà xe tăng của Nga thì nó còn nhẹ hơn nhiều, tầm 50 tấn mà đã xài không nổi mấy cái cầu này, mấy cái đường này nó đi một lúc thì nó cày nát hết. Mà thời tiết như thế này nữa, rồi đi qua cầu thì
rồi nó to, nó cồng ngành, nó nặng như thế thì đi qua cầu thì đi một hai chiếc thì có khi sập cầu rồi. Tại cầu này nó cầu nó theo cái kiểu của Liên Xô cũ, của Ukraine cũ, cho nên là bây giờ anh xài mấy cái mới anh gầu ghè vào thì nó khó. Là cái nhất, cái thứ hai là đang chờ cái F-16, thì F-16 người ta bảo dạy phải một năm sau các ông mới lái được, với lọ mọ là coi như đi chiến đấu được, thì bây giờ là coi như thôi thì cứ gọi cứ cho là khoảng 100 em là coi như là học về đi, thì còn khoảng 20 em là lái thì mày bay đâu mà lắm thế, lấy đâu ra mấy chục chiếc F-16 mà lái mà đánh đấy. Cho nên là nhưng mà cứ rèn giữ như vậy thì sau này là coi như là tức là giấu mặt mà, thì là thực tế là sẽ các nước NATO nó lại đấy. Cho nên bây giờ cứ nói đi cầu xin, đi xin máy bay viện trợ đấy thôi, chứ chính là sau này là NATO sẽ tham chiến trong cái này. Thì trong cái bản đồ này thì để tôi xóa cái chỗ này, cái bản đồ này thì chúng ta sẽ thấy là sau này là cái khu vực này đây, hôm trước là tôi hay vẽ như thế đây, từ các cốt và xuống chỗ Odessa này, coi như Odessa thì cái thủ phủ Odessa nằm đây, cái hải cảng nằm đây, nhưng mà nó cái đất của nó là nó vòng này đây, còn đất là Mykolaiv, còn đất này là Dnipropetrovsk và đây là đất Kharkov. Đấy, bốn cái nơi này tôi nói là nếu mà trong trường hợp mà tổng phản công không được mà ông Nga tổng phản công lại, ông lấy luôn bốn tỉnh này đấy. Đấy, còn bên này là nghèo đói này là để lại thôi, và Kiev ông để lại cho ông để ông trả nợ thôi, chứ ông trả lấy luôn luôn cái thủ đô chính quyền làm cái gì. Đấy, còn có những cái sập nó nát gì đấy, hay là anh Zelensky anh bị ra đi bởi vì là người ta trả đũa thì cái đấy là mình không biết. Đấy, thì trong các cái bản đồ của các nước phương Tây thì tất cả cái vùng này, bốn cái tỉnh này là nó là các lực lượng của Ukraine. Đấy, các bạn nhá. Đấy, để đánh lúc này chúng ta nói đây, đánh xuống Mariupol đây. Đấy, nó chia cắt bốn tỉnh này, nó là như thế. Đấy. Rất tích chi cắt thì cái chỗ này là cái chỗ Adika này, cái chỗ này là Bakhmut này, rồi chỗ này chỗ Sivet này, là nên là cắt cái Luhan, cắt cái Luhan với Donetsk, mà thậm chí là các cái lực lượng này sau này có thể đánh sang Belgorod là bên này, đây là Belgorod. Đấy, để coi như là giống như hồi xưa mình Lý Thường Kiệt mà đánh qua Ung Châu của Trung Quốc này, bây giờ nói mãi thôi, mình thích là coi như đánh ta đánh qua tới Ung Châu luôn. Đấy, thì có thể là cũng chơi cái bài này. Đấy, chơi đánh qua cũng làm biểu tượng. Còn như sau này là cái vụ mà cháy ở trên cái điện Kremlin, là tôi nói là 100 năm sau người ta vẫn chiếu lại cái video đó, nó là mang tính biểu tượng. Đấy, nó ghê gớm, nó ảnh hưởng về tâm lý rất là ghê. Đấy, còn cái mưu toan như thế nào trong cái vấn đề này thì có rất nhiều cái uẩn khúc, thì chúng ta cũng tôi có thể là tôi biết rồi đấy, nhưng mà tôi không có nói ra ở đây. Đấy, bởi vì đây là truyền thông đại chúng, cho nên chúng ta cũng tự luận lấy thôi. Đấy, có thể như thế này, có thể như thế khác. Đấy, bây giờ quay trở lại thì ở đây thì đấy, Ukraine nó chỉ nằm trong khu vực này. Còn lúc đó là các lực lượng của NATO là bắt đầu là có thể tham chiến luôn đấy các bạn nhá. Đấy, từ Romania này, Hungary này, Slovakia này, đấy là sẽ tham chiến vào. Là tôi thấy là các cái hình vẽ của bên các cái bản đồ sa bàn của các nước phương Tây nó có rồi đấy. Còn cái đây là cái ranh giới giữa Belarus với Ukraine thì là nó cũng đang muốn là Ba Lan cũng tràn sang biên giới của bên Belarus. Đấy, khi mà đánh lớn mà bắt đầu nó toàn châu Âu và toàn cầu là lúc đấy là loạn lạc hết, nhưng mà phải tính hết chứ không phải chỉ cục bộ ba chỗ đô nhát các mắt mút này, mắt mút này sắp lỗi thời rồi các bạn. Đấy, thì là trên Litva với lại Latvia đánh xuống Belarus, hai thằng ấy là ra rồi nó đánh sang phía Saint Petersburg là phía tây bắc của Nga nữa, nó làm loạn lạc lên thế. Thì lúc đấy thì tất nhiên là Nga sẽ kích hoạt cái nọ cái kia rồi, nhưng mà để bây giờ mà không cần kích hoạt mà anh vẫn lượm được thì nó vẫn hay hơn là ông làm loạn lạc đi, thì cho dù gì đi chăng nữa sau này người ta cũng nhắc đời. Như Hitler bây giờ là suốt ngày người ta nói đến Hitler là nói một cái thằng, là một cái thằng Hitler chứ không phải là một ông hoặc là một vị Hitler nào hết đấy. Đấy, tức là cũng mang một cái tội. Thế cho nên là cái vấn đề là khi mà dồn vào chân tường người ta mới kích hoạt hạt nhân. Không thích hạt nhân thế nào, bởi vì hạt nhân xong rồi là toàn mấy thằng cho bụi ra nói chuyện với nhau rất là khó chịu. Đấy, mà nếu mà còn những người ai mà còn sống sót thì người ta bây giờ người ta bảo chơi với ông cũng ớn lắm. Đấy, cho nên là không phải đơn giản đâu, cái đấy là nước đường cùng thôi. Bây giờ dùng các cái lực lượng này mà đánh, bom tâm minh nọ kia thôi, chứ đừng chưa hạt nhân được đâu. Bây giờ chúng ta hôm nay chỉ có một số vấn đề ở Bakhmut thôi, thì trước khi vào Bakhmut thì chúng ta nói loanh quanh phía ngoài này. Chỗ Vuleda hiện nay là cũng đang rất quan trọng nha, cái chỗ này là chúng ta nói xuống Mariupol đấy, thì hiện nay là cũng đang xoáy vào
Marika này cũng thế. Marika thì như chúng ta biết là mấy ngày này tôi nói là 75% là của Nga rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu họ bắt đầu tấn công vào Ukraine, hiện nay đang tấn công vào cả khu vực Bapeda này này, là cái chỗ hôm qua lồi lồi ra, chứ hôm nay là họ bắt đầu tấn công vào. Thì nó có nằm trong cái nhỏ lẻ này, có tức là những cái cuộc phản công nhỏ lẻ này nó có nằm trong cái tổng thể của cái chiến dịch tổng phản công hay không, hay là nó chỉ là giao tranh một cách thông thường thì chúng ta không biết. Nhưng hôm qua Marinka là bên Ukraine nã pháo rất nhiều. Đấy, bây giờ chúng ta đi lên cái chỗ mà Adiivka hiện nay cũng như vậy, nhưng chúng ta biết là cách Donetsk rất gần đây đấy, thì các cái khu vực này cũng đang giao tranh, Nevesk cũng như là Varovask, là cách chỗ này là cách địa danh này chúng ta biết rồi. Còn hôm qua là nó nằm ở giữa Novobakhmut và Krasnahorivka, cái chỗ này là cũng đang giao tranh, thì chúng ta thấy có một cái vùng xám ở đây đấy, cũng đang giao tranh thôi chứ nó cũng không có gì lớn hết. Còn cái chỗ khu vực này là hiện nay cũng đang giao tranh rất là mạnh nhá các bạn nhá, chỗ Oleksandropin này này đấy, chỗ Novoselivka này đấy, cái chỗ này cũng đang giao tranh rất là mạnh chỗ này. Đây là không không có cái biểu tượng của cái súng mà chỗ này đang giao tranh nhá. Đấy, chúng ta đi lên trên này, đây là bán nút chúng ta không nói qua nữa. Đấy, thì hiện nay là cái vùng vùng đây này chúng ta làm nhỏ lại, chúng ta đấy là Kurian đấy, Kurian đây là Liman đấy, ngày nào tôi cũng nói là khu vực này là đấy khu rừng rừng sông trước các thứ, là hiện nay các lữ đoàn ở đây đóng quân rất là đông ở đây của bên Ukraine đấy. Thì hôm qua là Nga là nã 565, trong 11 lần nã thì hết 565 quả đạn pháo qua các cái khu vực này. Kurian là một đấy, Kurian một rồi, thứ hai nữa là Liman và thứ ba là Svatove. Đấy, ba cái tam giác này đấy, cái tam giác, ba cái tam giác này là coi như là qua là bị nã pháo. Đây là cái phòng tuyến này là chúng ta nói là rất là quan trọng, sau này hai bên đều rất là bên 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 Nga thì họ họ chủ yếu chơi pháo kích thôi, tức là chơi cách mấy chục cây, nhưng mà bên bên Ukraine thì đóng quân đây rất là đông, có thể tôi nói tính đến khoảng 5-6 lữ đoàn này là không biết đâu, rất là nhiều. Thì hôm qua cái chỗ này, cái chỗ Siverd này, thì cái chỗ này hôm qua là cũng nói là bây giờ là đây có cái mỏ than ở đây, và bên cạnh là có một cái nhà máy sản than và ga xe lửa ở đấy. Thì hôm qua là Nga còn có 100 quân ở đây, thì hiện nay là quân Ukraine đã dồn quân Nga, là một số đã rút lui đấy, và một số là đang chờ tiếp viện. Thì theo được theo lệnh là rút lui đấy các bạn nha, hiện nay là cũng đang chống cự nhưng mà lại để mà rút thôi. Thì cái đây cái chỗ là Bilohorivka này, cái chỗ này tôi hay nói này, hoặc là Serebryanka là khu rừng này tôi hay nói này. Đó, thì cái khu này là đang xoáy vào, thì nó có nằm trong cái ý đồ tổng phản công sau này hay không. Đấy, cái chỗ này đấy, nó chia cắt tại chỗ này, nó là Luhansk và quận Donetsk mà. Đấy, khu vực này là Severodonetsk. Severodonetsk là các bạn biết là Sever tức là Bắc, Donetsk là Bắc Donetsk tức là nó giáp với Luhansk. Đấy, cái chỗ này này, Severodonetsk tức là Bắc Donetsk. Đấy, là nó giáp với Luhansk. Thì cái chỗ các giáp ranh này có thể nó cắt. Đấy, bên ông bên tôi mà thông thường là các chỗ ranh giới là nó có sông hoặc có núi. Khi mà nó chia cắt ở các tỉnh này hoặc các cái miền này thì nó sẽ có tốt cho các cái phòng thủ sau này. Các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta xuống Bakhmut này. Đấy, mắn mút khi nào mà chúng ta thấy chữ Kromove này đấy, hay là Ivaniska, còn phía ngoài này nó có Chasovka đấy, là coi như là Borodaka này đấy, thì là như thế là chúng ta đã đến mắn mút rồi. Thế và mắn mút đây thì hiện nay nó có tình hình như thế này các bạn này, như hôm qua tôi nói là coi như là Nga đã lấy cái phần của Nga cũng coi là cái gì, tức là cái bệnh viện nhi, là bệnh viện nhi đã lấy rồi nha các bạn nha. Cái bệnh viện nhi này các bạn này. Đây là bệnh viện nhi này, gọi là Bakhmut Children Hospital, Nga nó gọi là Yastiki Likarna. Đấy, thì hôm qua đã lấy chỗ này rồi. Thì hiện nay là bên Ukraine chỉ còn cái một con đường đi vào là con đường này này. Từ đây tới đây
Và hiện nay là cái chỗ này, bên bên này, bên đỏ này là của Nga này, thì bên 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 cái vùng xám này bây giờ là pháo kích quanh hết. Thì bây giờ cái chỗ này là bên Ukraine họ đang tức là tuyến phòng thủ cuối cùng đây các bạn, có thể nói là như vậy này, đây tuyến phòng thủ cuối cùng là của hai bên này. Nếu mà có, đây là từ từ ngoài vào đây, chỉ có cố gắng vào đây này, nếu mà cắt cái chỗ này nữa là hết này. Nhưng mà thực tế quân Nga nó đã nằm đây rồi, nhưng mà nằm ở đây vào nằm phía phía nam này. Thì bây giờ cái vùng giữa này, cái vùng này là cái vùng là coi như là cuối cùng, có thể nói là vùng cuối cùng, chúng ta nhìn cho nó chúng nó trực quan tí thế thôi, chứ còn các cái hẻm hóc này thì không không thành vấn đề được. Còn các cái vùng dưới này cũng có giao tranh, nhưng mà gọi là nó có giao tranh thôi. Thì nhưng mà đây là cái phòng tuyến cuối cùng, nếu mà mất chỗ này là coi như là Ukraine là mất hoàn toàn. Thì hiện nay Prigozhin đã có đầy đủ đạn rồi, thế còn nhưng mà vẫn không đánh, chỉ đánh cái điểm ấy thôi, còn cái cố thủ cuối cùng này là chưa đánh. Thì không biết tại sao, có khi là chờ bên kia phản công cho vào đông đông cho vui rồi thế nào đây thì mình chưa biết. Đấy, khi mà vào đông vui rồi có nhà đi đi một lần luôn, cho nên nó dỗ, là gọi là dỗ lớn luôn chứ không có dỗ dỗ bé. Đấy, thì cái này thì chúng ta chưa biết. Mà cái lực lượng mà chính quy, tức không gọi là chính quy, gọi là thiện chiến của Ukraine thực tế là rút hết về rồi, các cái khu và các cái lữ đoàn bão tố rồi vào nhập vào các cái nơi khác, là tức là thiện chiến là cái nhân để cho các cái nhân nhân bản lên cho các cái đơn vị đấy, tức là cũng có những cựu binh ấy, những cái lính chiến thì thiện chiến thì nó vẫn tốt hơn, thì các tân binh là dẫn dắt thì nó tốt hơn. Thì trong này là đưa vào đây toàn là tân binh để mà đổi, tức là một tháng người ta đổi quân một lần, thế và đổi vào đây rồi để đưa thương binh ra. Cho nên trong này bây giờ nếu đánh cũng chả cần việc gì phải đánh, bởi vì toàn thương binh phế binh với những người muốn đầu hàng đào ngũ với lại ba đồ tân binh thôi, đánh cũng không ra đánh đâu. Đấy, cho nên là bây giờ cũng gọi là, nhưng mà phải có, phải nổ súng, phải là chứ không phải là tự nhiên là biến mất khỏi trận địa thì là thành thua. Đấy, cho nên lúc nãy tôi nói ở cái chỗ mà Kuryansk, Vilyman và Svatove đấy là phải bắn súng, là tức là phải nã pháo cầm canh, cứ nã là đến giờ là nã. Bạn nào mà đi Campuchia là đi 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 chiến trường là biết là có hay không có cứ nã là coi như là nó khác. Còn nếu mà ông im lìm hết thì nó là khác ngay. Đấy, cho đây là tại sao mà cái chỗ giao tranh nhỏ lẻ chỗ thì cứ là pháo kích mà cũng chả thấy đánh gấu, không bên nào tấn công được bên nào thêm được tí nào hết, nhưng mà nó phải là cứ nã pháo đấy, là nói như thế. Rồi bây giờ chúng ta đi ra cái chỗ Crimea này, Crimea qua cái bản đồ này, thì hôm qua có một cái phi vụ là coi như là một cái UAV có mấy cái nhưng mà bị bắn hạ, có một cái là nó cũng cũng làm được cái máy bay ở đây. Cái này view nó ấy quá, view này nó không có cái độ chỉnh đây. Nó đây thí dụ chúng ta nhìn đây là Sevastopol, chúng ta nhìn rõ này, còn Severopol là thủ phủ này, còn đây là một cái sân bay. Đây, cái sân bay nằm đây, nó gọi là Eratoria đây. Để chúng ta view to cái chỗ này này, chỗ sân bay này các bạn. Cái này nó view không được, tôi ra cái bản đồ khác này. Cái bản đồ này nó khó khó quá, nó không có cái độ chỉnh. Đây, chúng ta đi qua cái bản đồ này, nó dễ hơn này. Đây, chúng ta view to này, đây là Sevastopol này, đây là Sevastopol lúc nãy nói này, đây là cái thành phố mà tức là cái phi trường đấy, là Eratoria này. Chúng ta view cái này lên này, đây này view nó dễ hơn thấy không. Đấy là ra đây cái sân bay đây các bạn này, đây cái đường băng này. Đấy, sân bay thì hôm qua là bị một cái hai chiếc, thực tế là nó đánh trúng một chiếc, và một chiếc thì mảnh nó văng ra thì nó đâm thủng vào cái thân máy bay thôi, coi như của hai, coi như hai chiếc đấy. Thì là của Nga bị chỗ này rất là đau, cho nên bây giờ chỗ Crimea này là ăn rồi, là bị suốt rồi. Đây hôm qua là bị chỗ này đấy các bạn, hôm trước thì bị chỗ này rồi, hôm trước rồi bị chỗ này rồi, hôm trước là bị chỗ này rồi, hôm sau là bị chỗ này, tức là bị khắp nơi hết. Cho nên là hôm nay là bị chỗ này, cho nên là hiện nay là đang phá, mà đang phá các cái khu vực hậu cần, các nơi nào mà sẵn sàng là bị hết rồi. Trước đây thì bên Belarus chỗ Minsk các bạn biết là thủ đô này, sân bay đấy, là hồi đấy bị một cái gọi là một cái máy bay do thám mà có thể nói là hiện đại nhất thế giới là bị đánh ấy. Cho nên cứ bảo là hồi đấy là
bên NATO với Mỹ phương Tây là biết đổ thừa cho, là coi như là bảo là do các cái du kích địa phương, những người mà chống chế độ người ta chơi chứ không phải là ai chơi hết. Đấy, cho nên bây giờ thì cái chỗ Nga cũng thế, hôm qua cũng nói là Moscow là do kháng chiến địa phương, hoặc do giới tinh hoa, là do nhân dân nó phản đối tổng thống cho nên là nó chơi. Đấy, cho nên cái luận điệu mà của chính trị thì chúng ta biết rồi. Đấy, chúng ta cứ làm việc những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thì hôm qua thì các bạn biết là đã bắt mà hai mẹ con cái nhà đấy rồi, đấy là chơi chơi game mà thực tế là coi như giống như là tình báo điệp viên ấy, của báo hiệu ấy, chơi game đấy thì cái tọa độ nào tới đâu là họ biết hết, mà view tới đâu là họ biết hết. Cho nên vừa rồi cũng nhổ được 7 em nữa, thì 7 em này là cũng là coi như là chuyên tuồn các cái loại vũ khí từ Georgia qua đây. Georgia đây các bạn này, đấy, nó gọi là Georgia, Georgia đấy, từ đây là đưa qua Crimea. Thì là coi như hôm qua hốt được 7 đồng chí đó, tức là một nhóm thám báo đấy. Còn tình hình hôm qua thì thế giới cũng có một số cái sự việc là ông Iran đây, Iran là đi qua thăm Syria, Iran đang hậu thuẫn một số cái lực lượng Syria mà Syria là đồng minh của Nga, cho nên là Iran bây giờ cũng thành đồng minh của Nga rồi. Tức là đây là do các nước phương Tây nó đẩy cho họ chơi với nhau, rồi đẩy lên Nga với Trung Quốc chơi với nhau, rồi đẩy Nga với Iran chơi với nhau thôi, chứ còn thực tế cũng có những cái điểm bất đồng. Thậm chí ông Trung Quốc bây giờ tôi nói thật là bây giờ là ông cũng lá mặt lá trái lắm, chứ là bây giờ ông cũng thích lịch đứng ở cửa giữa, một khi ông làm trung gian hòa giải thì là ông đứng cửa giữa, bởi vì là ông nói với ông Nga là bây giờ thôi, bây giờ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nếu mà không đánh nữa thì coi như cái vùng đất này là của ông rồi. Nhưng mà nói thì Nga cũng phải, nhưng mà không phải, bây giờ ông nói như thế tôi làm trung gian hòa giải, thì nếu mà ông Nga đúng rồi thôi được, ông làm sao cái hòa bình ngừng y như thế này cho tôi là được. Nhưng mà sâu xa của ông Trung Quốc là gì? Tức là bây giờ là ngừng, bây giờ tôi làm trung gian hòa giải thì đến khi mà tôi nói nhỏ nói nhẹ với thằng Ukraine thì ông không được nói tôi. Chứ bây giờ tôi trung gian mà tôi cứ nói theo ông thì làm sao được. Đấy, cho nên ông Trung Quốc rất khôn, cho nên bây giờ Nga cũng bây giờ cũng mắc quai cái chỗ này đấy. Bây giờ ông Trung Quốc là bây giờ ông cũng nói là hôm qua mà Nga mà cáo buộc là Ukraine đánh vào Kremlin là không đúng đâu. Đấy, đến mức như thế là các bạn biết rồi. Rồi bây giờ những ông châu Âu châu Yết mà bây giờ là qua bên Trung Quốc chơi là ông Trung Quốc nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nói bảo là tụi bay bây giờ như châu Âu Ukraine thì tụi bay còn súng vô rồi bay rồi còn như là ảnh hưởng đến biên giới rồi những con cò con quốc, chứ còn bây giờ mai mốt ta đánh Đài Loan thì chúng mày chả liên quan gì về địa chính trị. Địa chính trị chúng ta chắc lại đây tụi bay ở đây mà tao ở tới tận đằng này người ta đánh nhau ở đằng này mà rằng cho nên chúng mày không có liên quan, đừng có nghe theo ông Mỹ. Thế ông Macron về bắt đầu ông mới nói với châu Âu, ông bảo là cái này là chúng ta không phải là đồng minh chứ không phải là chư hầu của Mỹ. À, chúng ta là đồng minh có phải là ông giúp tôi giúp ông, chứ bây giờ đồng minh gì mà ông Mỹ toàn thấy lời toàn lãi thôi, còn có ông này thì đánh nhau bây giờ là dốc hết cả trong người ra là coi như bao nhiêu cho hết vũ khí. Bây giờ nếu mà chiến tranh thế giới mà ông Nga ông xin lỗi ông đi bộ qua mấy cái Paris với lại Berlin không có súng mà bắn lại này, tôi nói thì mình nói hơi quá nhưng mà nói là như vậy đó, tức là dốc hết và Nga Mỹ dốc hết vào đấy, rồi đừng có xài dầu của Nga nữa, ba cái nó trên nó trước mà cho nổ hết, cuối cùng là đúng vào mùa đông nữa thì bây giờ không có, thì rồi có anh Mỹ đây, anh qua anh đưa cho mấy cái loại dầu khí hóa lỏng ấy, đấy, anh mua loại đá phiến các thứ qua nó mua giá cũng bèo thôi, nói chung là bây giờ đang khó khăn thì giá chỉ gấp 5 cái giá của thằng Nga nó bán thì phải dùng thôi, chứ thứ nhất là bây giờ là dân làm sao người ta bây giờ suốt ngày này coi như là tiên tiến hiện đại phát triển ở đâu có mấy lần, suốt ngày bây giờ đi ăn cắt củi của rau để mà đốt cho nó sưởi ấm đấy, thì cho nên là chúng ta nói là coi như là cho nên là ông Macron về thì có ông trẻ tài cao thì không biết đấy, ông về ông phát ngôn ra đó mà ô chúng ta bây giờ là chúng ta trừ hầu hết chứ không phải là đồng minh đâu, bây giờ chúng ta phải bảo vệ châu Âu đấy, thành ra một cái EU tức là các cái đũa thành một cái bó đũa thì không phải thì cho nó mạnh lên, thì bây giờ các ông vào ông gom hết vào với nhau đây, toàn các bạn thấy toàn cái nước li ti Ukraine to đùng lên này đấy, mà nó to cỡ nào đấy, ở bên 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 châu Âu này thực tế nếu to là chỉ có Ukraine, Pháp và Tây Ban Nha thôi, còn ba cái ông Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy ở bán đảo Scandinavia này tôi nói thật là toàn rừng không à, biết tại sao rừng này thì các bạn cũng nói luôn, tôi là cái dân địa lý tôi thích nói lắm. Bởi vì ở trên này là Bắc Băng Dương, mà Bắc Băng Dương thì nó rất là nhiều là băng tuyết, là có những tảng băng có thể nói là cả hàng dài cả hàng chục mét đấy,
nó là đá đấy, như cái tàu Titanic là cái của bên nước Anh này, hồi đi qua Mỹ là bị rồi va vào băng đấy mà đắm đấy. Đấy thì là bây giờ các nước này cũng thế, ở Nga bên này cũng thế thôi. Thế thì bây giờ ông đi ra ông phải có tàu phá băng ông mới đi được. Đấy. Thì bây giờ cái băng nó trôi vào, cho nên là tại sao cái nước Phần Lan này, cái này các bạn thấy nó cứ lồi lõm là băng nó đâm vào nó thành ra là coi như là nó nát cái đất nước nó ra. Đấy. Cho nên chính những cái đất nước này người ta trồng rừng rất là nhiều. Đấy, trồng rừng để nó chống xâm thực này, cũng như là chúng ta hay trồng rừng thông trước ngoài biển này, đại khái đó. Đấy, nó có rễ rồi bắt đầu nó sẽ bám giữ đất ABC, cho nên cái đất nước này là nó rất nhiều đảo. Nó gọi là các cái đất nước như Phần Lan rất là đất nước nguyên đảo, vạn đảo là như thế. Đấy thì để chúng ta biết là đất to không có xài được. Đấy, nôm na thế. Nói, cũng nói sơ sơ cho các bạn thế thôi, chứ còn mà xài được là chỗ Uganda này đâu, mà Uganda này cũng chỉ có vùng phía đông thôi. Đây cái vùng đỏ đỏ này thôi. Đấy, còn nếu mà thích thì thêm các cốt thì chẳng qua là các cơ khí điện kim, các công nghiệp nặng phát triển rồi ra là có hải cảng, thương mại ok. Thế là bây giờ chơi là coi như Nga thích để chơi là chơi luôn cái vùng này. Thì nó cả cái vùng này nó gọi là Novorussia. Novo tức là mới. Đấy, nước Nga mới. Các bạn nha. Nó là như vậy đấy. Thôi thì hôm nay thì cũng nói cũng loanh quanh cái chỗ bắt bút tí thế thôi, chứ còn các cái vấn đề khác nó là như vậy. À, ngoài ra thì như Ba Lan các bạn biết là vừa rồi là tịch thu cái trường học của con em của nhân viên đại sứ quán của Nga. À, nó cũng làm cái trò nó rất là nó không thấy thế nào hết. Đấy, còn Nga vừa rồi cảnh cáo Đức mà coi như là ông cứ bơm vũ khí xong tức là ông bắn sang bên này thì ông coi chừng. Đấy, là coi như là tôi sẽ lại tiếp tục một lần nữa là tôi duyệt binh tại Berlin như năm 1945 này. Thì Olaf Scholz bắt đầu cứ nói bảo ông Ukraine thế không được dùng vũ khí của tôi đánh vào đất Nga. Nhưng mà ông nói với con nít trẻ con nói với nhau thì nó hiểu, chứ còn người lớn này cũng hiểu rồi đó, cái ngôn từ đấy nó cũng hiểu rồi. Cho nên bây giờ mà loạn quạng mà ông Zelensky vừa rồi đi Phần Lan nói bây giờ ông sử dụng cái biên giới dài đấy giống như tôi đây này là coi như là lá chắn cho NATO đây, là coi như nọ kia. Thế là bây giờ là 1.300 km coi như là biên giới với ông Nga đấy. À, đâu chuyện này là biên giới với ông Nga này là bây giờ là biên giới rất là dài luôn này. Thì bây giờ cái khu vực này này, cái đoạn này là bây giờ đã là rào thấy giáp gạc này rất là nhiều lớp các bạn nha. Đấy, từ Nga nó như thế rồi ông Zelensky bây giờ lại qua bên Hà Lan là coi như là vào gặp coi như là tòa án là bây giờ bảo bắt ngay cái ông Putin đi, rồi hôm qua là mới là đánh vào đây nữa, thì có phải ông là thủ phạm không? Thế là ông khôn đâu không thấy, không tự nhiên ông lòi ra bây giờ mới hôm qua đánh coi như đánh vào dinh tự tổng thống, bây giờ hôm qua lại có tòa án ông như nhắc lại cái ông còn nhớ không rồi bắt đi. Đấy, thế thôi. Thì hôm nay thôi cũng có một số cái vấn đề, chắc là chiều tôi sẽ có một cái vấn đề nói về Wagner, để có một bạn cũng nói tôi làm cái đề tài đó, thì chắc là chiều tôi sẽ ra một cái video thứ hai là Wagner. Thôi chúc các bạn vui vẻ.